Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn tất cả bạn rút tiền con token TRB. Từ sáng video trước đây bạn nào có làm theo mình thì click chiếc phần link mô tả con bot của mình, bấm nút start nha bạn. Sau khi các bạn nút start xong thì các bạn bấm vào balance của mình để check số dư của mình nha bạn. Rồi tất cả các bạn bấm vào một withdraw nha tất cả các bạn. Sau khi bạn bấm nút withdraw thì nó nói là việc rút tiền của bạn đã yêu cầu gỡ thành công và các bạn hãy kiên nhẫn và chờ đến ngày 6 tháng 4 nó sẽ phân phối cho các bạn nha các bạn. Và một cái dự án đã đi song song là mình đã có hướng dẫn các bạn làm việc KYC trên web thì các bạn vào rút luôn nha các bạn. Để mình coi rút có được không nha các bạn. Thì các bạn đăng nhập vào web bằng mình trước kia mình đã KYC thành công, mình đã nhận được 0.1 token TRB nha các bạn. Câu này nó đang bán EL sẽ list sàn la token thôi các bạn. Rồi các bạn bấm vào ba kênh cùng, bấm vào My Full. My Full nghĩa là wallet với mình, các bạn bấm vào một quýt giao nha các bạn. Sau khi một quýt giao xong thì các bạn mở cái địa chỉ chút wallet của tất cả các bạn ra nha các bạn. Các bạn copy giùm mình cái địa chỉ ETH nha các bạn. Mình không có đầu tư vào YouTube nhiều nên các bạn video mình không có được chất lượng, các bạn thông cảm nha các bạn. Mình làm mình up liền luôn, không có chỉnh sửa gì. Rồi các bạn tìm địa chỉ ETH giúp mình nha các bạn. Đâu rồi? ETH ERC20 luôn. Nè các bạn, Ethereum nè các bạn. Rồi các bạn sao chép địa chỉ này các bạn. Các bạn bấm vào withdraw nó mới admin mới việc mới các bạn mới nó mới phong khối nha các bạn. Các bạn mà không withdraw là không được đó. Rồi các bạn bắt cái dòng đầu tiên thì các bạn bắt địa chỉ ETH mình vào nè. Cái dòng thứ hai là các bạn chọn match minimum khoảng các bạn, mình chờ chút xíu các bạn. Cái dòng thứ hai thì các bạn chọn số tiền tối đa, số tiền điều chỉnh, số tiền tối đa. Số tiền tối đa, số tiền điều chỉnh, số tiền điều chỉnh nha các bạn, số tiền tối đa là mình rút tối đa luôn các bạn. Rồi chọn từ tài khoản là các bạn, thì các bạn chọn từ tài khoản số dư TRB của mình nha các bạn. Rồi nhập số tiền vào đây các bạn. Mình hồi nãy bao nhiêu ta? Phan các bạn bắt đắp lại coi số dư của mình bao nhiêu ta các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn nhập số tiền của mình thì số dư của mình là 0.1 các bạn. Các bạn bấm 0.1 các bạn, 0.10 các bạn. Rồi tiếp tục thì ghi nhắn nội dung tay. Các bạn ghi đại đi, rút TRT, TRB. Rồi bạn bấm gỡ đi nha các bạn. Ok được không? Ok, như vậy là mình đã nó hiện là subscribe rồi, mình đã withdraw rồi các bạn. Thôi khoan các bạn, để mình chụp màn hình. Ok, như vậy là mình đã rút tiền số dư của mình rồi các bạn. Sau này thì còn bạn nào có ghép thì rút tiếp tục nha các bạn. Sau này thì nó sẽ phân phối sau các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.